Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video test cho một bác khách ở trong tỉnh Đồng Nai. Một cặp bát 40 chính hãng của công ty NG. Đây là một sản phẩm chính hãng của công ty. Với sản phẩm này thì thùng của nó giống như các cái dòng BE Thái các bác nhá. Sản phẩm thùng NG Lưu Return. Đây là sản phẩm của mã của sản phẩm là 15AZ350A. Một đôi một thùng các bác nhá. Một đôi một thùng. Một chiếc đựng một hộp và hai hộp ở trong một thùng. Đây là sản phẩm mới tinh tình tình, đập nguyên chiếc các bác nhá. Củ bát của nó từ 190 côn 76 lít, bát có đôi 46 lỗ. Với giá sản phẩm đôi bát này em đang cung cấp với giá 2,1 triệu một đôi. 2,1 triệu một đôi bát này rất là phù hợp với tầm giá và tiếng của nó cực kỳ hay. Dòng sản phẩm này nó được trang trí bộ côn của nó là côn phíp và dây đồng. Đấy, các bác nhìn thấy côn màu đen, côn phíp chịu nhiệt cực tốt. Mã là 15AZ350A, công suất là 500W trên trở kháng 8 ohm. Từ 190 côn 76 nhẹ màu vàng chanh côn 76, màng được kết hợp cả sợi bông thủy tinh các bác nhá. Với dòng sản phẩm này thì nó là bản xương một xương các bác nhá, bản xương một xương. Với dòng sản phẩm này thì em có 3 mẫu cơ. Mẫu của nó có cả xương hai xương và đây là bản một xương là giá bình dân các bác nhá. Màng xếp đi lượn sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân, khác với dòng 30 màng trơn, nhưng con này màng của nó là 3 gân vải tẩm dầu và màng xếp đi lượn sóng. Em hôm nay em sẽ làm một video test cho các bác nghe. Một video test. Test xem tiếng của nó có sáng không các bác nhá. Các bác nhận hàng cũng yên tâm. Đấy, thỉnh thoảng test lên cho các bác cập nhật sản phẩm của bên em và anh em cùng nghe chiếc âm của nó nhá. Bên cửa hàng Loa Rời có làm một video test thực hư của dòng bát này. Các bác đến với cửa hàng Loa Rời Tùng Nguyễn Audio, em test chiếc bát, em soi cho các bác xem rất là kỹ, nên các bác yên tâm khi nhận hàng của cửa hàng em. Với dòng sản phẩm này em chuyên dựng vào các cấu hình thùng full đơn 715 và các cấu hình thùng full đôi 725. Nói chung em nói 715 và 725 thôi, còn các cấu hình thùng đều là thùng full đơn 40, giáp đều được vì chất ca của dòng bát này rất là phối ghép, dễ phối ghép vào các dòng loa. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác thấy video của em ngắn gọn và hiệu quả, các bác like và chia sẻ ủng hộ kênh của em nhá. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác.